xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe siêu lướt, chiếc xe vừa mới đăng ký và lăn bánh được 400 km, tiết kiệm cho những ai sở hữu chiếc xe này đến 2 tỷ đồng so với mua xe mới. Trên màn hình mà quý vị đang xem là chiếc xe Land Rover Range Rover SV Autobiography LVKB 2021. Range Rover SV Autobiography sở hữu ngoại hình đồ sộ và có một cái tên là xe thùng to. Land Rover Range Rover Autobiography LVKB là phiên bản cao cấp nhất với trục cơ sở kéo dài, long, wheelbase của dòng xe SUV hạng sang cỡ lớn Land Rover Range Rover Full Size Luxury Sports Utility Vehicle, sản phẩm của nhà sản xuất Jaguar Land Rover, Anh Quốc. Phiên bản trục cơ sở kéo dài Range Rover Autobiography LVKB bắt đầu ra mắt vào năm 2014, là phiên bản cao cấp nhất, đắt giá nhất trong dòng sản phẩm của Range Rover. Tất cả mọi tinh hoa, linh hồn của hãng xe Anh Quốc đều hội tụ trên chiếc xe này. Sau đây là đánh giá phiên bản Range Rover SV Autobiography LVKB động cơ mới 3.0 lít 400 PS đang rất là hot tại Việt Nam. Phần ngoại thất được đánh giá là không có nhiều thay đổi so với các bản thông thường ngoài việc kích thước, và trục cơ sở được gia tăng thêm đáng kể, giúp chiếc xe có ngoại hình to lớn, bệ vệ hơn. Có thể nhận thấy cách phối màu sơn tương phản đúng chuẩn của Range Rover SV Autobiography. Ngay cả chi tiết nhỏ như logo Range Rover cũng được khắc tỉa kỹ bên trong rất tỉ mỉ và đẳng cấp. So với đời trước, Land Rover Range Rover SV Autobiography LVKB 3.0 tái thiết kế lưới tản nhiệt với họa tiết mắt xích mới. Bản đồ sóc trước trông hầm hố hơn, bổ sung tấm mạ bạc phía dưới. Cụm đèn trước cũng được thay đổi, trang bị công nghệ LED diesel với 4 bóng phía trong và giải đèn LED chiếu sáng ban ngày bao quanh. Xe có cảm biến và camera 360 xung quanh đem đến sự an toàn tối đa cho người lái. Hình ảnh thân xe Range Rover SV Autobiography LVKB 3.0 với đường nét vuông thành sắc cạnh đặc trưng, các ô cửa kính đen huyền bí, mang cá và mái sau không thể nhầm lẫn với bất kỳ đối thủ SUV nào trên thị trường. Cửa hít tự động với nhiều xe là phải độ thì với chiếc xe này là trang bị tiêu chuẩn. Range Rover EV Autobiography LVKB có các kích cỡ dài, rộng, cao lần lượt là 5200, 2220, 1868mm, chiều dài cơ sở 3122mm. Như vậy là dài hơn bản tiêu chuẩn khá nhiều. Cụm ống xả cỡ lớn hình thoi thay thế cho dạng ống tròn trên phiên bản cũ. Khoảng sáng gầm xe 220 và nâng lên 297 khi nâng gầm cũng là con số đáng chú ý với một chiếc xe địa hình. Chiếc xe có khả năng lội nước là 900mm tương tự các phiên bản khác. Bộ la răng hợp kim 22 inch 7 chấu 3, sơn màu bạc và titan. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn la răng 20 và 21 inch với các kiểu thiết kế khác nhau. Bộ đèn hậu được làm mới, gọn gàng hơn với họa tiết LED 3D đẹp mắt. Logo SV Autobiography kiêu hãnh gắn ngay bên cạnh, với nội thất hướng tới những khách hàng siêu VIP để họ không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. Thậm chí, chiếc xe SUV đời mới này còn có nhiều điểm xịn sò hơn cả phiên bản 5.0 V8 đời cũ. Sử dụng tông màu da bò chủ đạo, kết hợp các chi tiết mạ chrome và đặc biệt là các chi tiết ốc gỗ nâu vân dọc sang trọng đầy áp trong xe. Vô lăng 4 chấu đặc trưng cũng được bọc da và ốc gỗ. Màu và chất liệu nội thất da bò rất bền màu và sạch sẽ, bên cạnh sự sang trọng đẳng cấp không thể bàn cãi. Trục cơ sở dài khiến cho việc khoang hành khách này vô cùng rộng rãi. Range Rover SV Autobiography LVKB 3.0 lít 4.0 2021 có tổng cộng 3 màn hình ở hàng ghế trước, 2 màn hình trên tablo và 1 màn hình ở bảng đồng hồ sau vô. 2 màn hình infotainment Top Pro Duo thông tin giải trí và điều khiển chức năng điều hòa, địa hình. Cửa sổ trời toàn cảnh đem đến ánh sáng tự nhiên dễ chịu khi đi trong tiết trời mùa thu. Xe vẫn giữ thiết kế cần số dạng núm xoay và các nút bấm điều khiển chức năng đều được bố trí xung quanh. Người lái xe vừa có thể thao tác mà không hề thấy căng thẳng khi lái trên mọi cung đường. Chiếc SUV cao cấp nhất Range Rover SV Autobiography LVKB 3.0 2021 được trang bị hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, cần mát nhanh có mát nhanh, cần lọc không khí trong lành cũng có luôn. Xe được trang bị hệ thống âm thanh loa Meridian cao cấp. Ghế ngồi có lẽ là điểm nhấn quan trọng của chiếc SUV hạng sang nhà Land Rover. Thiết kế cầu kỳ từ đường chỉ cho đến kiểu dáng, độ lồi lõm, khả năng sưởi, làm mát, massage đem đến sự trải nghiệm tuyệt vời cho người ngồi, nhất là những người lớn tuổi có lưng hay mỏi. Bàn làm việc trên xe khoang sau dành cho ông chủ, còn nổi bật bởi bệ điều khiển với cổng sạc 220V cho máy tính, USB, khay cốc, ngăn lạnh, châm thuốc, mặt đồng hồ Zenith quý tộc, bàn làm việc. Chúng tôi thử cảm giác của các ông chủ khi tận hưởng. Không gian rộng rãi, thoải mái ở hàng ghế sau,
Thật tuyệt vời, khi làm việc với máy tính thì cả thao tác với con chuột cũng dễ dàng. Nhâm nhi ly cà phê thơm phức trong xe trong lúc làm việc là thói quen dẫn đến sự thành đạt của rất nhiều lãnh đạo nổi tiếng thế giới. Range Rover SV Autobiography LVKP 3.0 P400 2021 sử dụng động cơ hoàn toàn mới, loại tăng áp Ingenium 6 xi lanh 3.0, công suất 395 mã lực 400 PS, mô men xoắn 550 nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD. Cấu hình này cho phép tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 225 km/h. Ngoài ra, mức tiêu thụ nhiên liệu của Range Rover Autobiography LVKP 3.0 2021 cũng ở mức chấp nhận được, 8 lít trên 100 km đường cao tốc và 12 lít trên 100 km đường đô thị. Range Rover SV Autobiography LVKP 3.0 lít 2021 có thừa sự mạnh mẽ, tăng tốc tốt, giảm xóc và trèo đèo lội suối tốt, rất phù hợp với điều kiện Việt Nam. Không cần thiết phải bỏ số tiền gấp đôi để sở hữu bản 5.0 V8 mà xem ra lại quá thừa thãi. Với dung tích chỉ 3.0 lít đã làm cho chiếc xe được giảm đi khá nhiều mức thuế nhập khẩu phải chịu. Hơn nữa, nếu động cơ 5.0 V8 quá tốn xăng và thừa thãi sức mạnh không cần thiết tại Việt Nam thì chiếc Range Rover SV Autobiography LVKP 3.0 lít P400 hoàn toàn mới này thực sự là lựa chọn thích hợp. Hơn nữa, dù mức giá rẻ hơn, nhưng ngoại thất và nội thất vẫn đầy đủ theo chuẩn của dòng SV Autobiography LVKP. Quả là một lựa chọn sáng suốt mà lại tiết kiệm được từ 5 đến 7 tỷ đồng. Hiện tại, phiên bản Range Rover SV Autobiography LVKP 3.0 lít vẫn được các nhà nhập khẩu tư nhân nhập về và phân phối, trong khi Land Rover Việt Nam thì chỉ phân phối bản Land Rover Range Rover SV Autobiography LVKP 5.0 P525 V8 mà thôi. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.